Giá vàng trong nước liên tục tăng mạnh trong những tháng qua, tạo ra những mức đỉnh mới. Ngoài việc tăng theo giá vàng thế giới, cũng có nhiều yếu tố tác động đến thị trường vàng trong nước. Giá vàng tăng mạnh trong thời gian vừa qua nó gắn liền với hai nguyên nhân như đã nói. Một là do giá vàng thế giới đang có xu hướng tăng. Cái thứ hai nữa là nó gắn liền với những căng thẳng địa chính trị, đặc biệt là những cái xung đột quân sự giữa Nga, Ukraine cũng như là gần đây của giải Gaza. Nguồn cung và SSI là hạn chế. Do đó khi người mua tăng lên nhiều thì cung cầu nó càng tăng và làm cho tăng cái giá bán. Thứ hai nữa là do tâm lý của người mua trước những làn sóng lên mạnh như vậy thì họ có cái cảm nhận hoặc là một cái kỳ vọng là vàng sẽ lên và họ lướt sóng. Với việc giá vàng SJC tăng gần 8 triệu đồng trong một tháng qua, nhiều người dân đang có tâm lý lướt sóng, kỳ vọng kiếm lời từ biến động của kim loại quý. Tuy vậy, điều này tiềm ẩn không ít rủi ro. Đó là một phần yếu tố của tâm lý. Người dân rất có thể tăng cái xu hướng gọi là lướt sóng, mua bán nhanh. Và chúng ta chứng kiến là ngày hôm nay là cái ngày mà người xếp hàng bán, mà nhiều cửa hàng lại không dám nhập. Tất cả cho thấy rằng là thị trường vàng đang có những biến động bất thường. Và nhà đầu tư thì nên chú ý để mà tránh cái trường hợp rơi vào bẫy tâm lý của chính mình. Giữa thời điểm giá vàng đạt đỉnh, không ít người chốt lời khi giá vàng đang lên cao kỷ lục. Nhưng cũng có những khách hàng mua vào với kỳ vọng kim loại quý còn đi lên. Dù đầu tư theo hình thức nào, người dân cần cân nhắc kỹ lưỡng, tránh bẫy tâm lý, sợ bỏ lỡ cơ hội do chính mình tạo ra.